giữ cái mọt xe. Đầu xe để alo xếp ở đây. Chạy Bắc Nam mệt. Mà giờ này, qua được bên này hỏi anh bây giờ mọi vấn đề trong mọi giấy tờ thì anh muốn giữ cái nào, giờ tụi em còn đi làm anh nữa chứ đâu phải anh có đâu. Tôi giờ tôi hỏi anh như giữ cái đầu với cái mọt thôi, giờ nó liên tiền với nhau nó hai cái giờ là đâu em quan. Đầu giờ anh giữ làm sao, tụi em đi qua cửa khẩu Trung Quốc tụi em còn đi tới bỏ hàng của Trung Quốc mà trong mọt cái bỏ được. Đó giấy tờ sao mà ai đổi được mà. Đó dư cái đâu? Dư cái đâu đi mà nó qua qua bên cửa khẩu được. Bây giờ tôi giữ cái làm xe chỉ đạo giữ cái đầu xe chứ không có giữ mọt xe. Mọt cái nào cũng là cái giấy tờ của tôi vi phạm chứ không lý giờ nguyên một cái tài sản tôi bỏ mấy trăm ngàn tôi đi bỏ. Cái chuyện gì đâu có đúng. Ông chỉ đạo bây giờ luật ra nó có hiệu lực rằng là anh không yêu cầu anh phải giữ bắt buộc phải giữ đâu cái. Bắt buộc anh có đòi giữ. Đó giấy phép đưa ra cái nào cũng có hiệu lực hết á. Thế nào giờ em nói anh à, cái mọt tụi em vẫn đang còn lưu hành chứ không phải là hết lưu hành mà tụi em đưa cho anh giữ. Em nói anh hiểu vậy. Chứ nếu mà cái mọt em đã hết lưu hành mà hết đăng kiểm á đưa anh giữ á thì anh còn nói câu đó tụi em nghe. Còn tụi em bây giờ giữ cái đầu này giờ tụi em còn bây giờ anh cho em một đón cho thông xuống đây đi. Cho anh ai chỉ đạo anh cho em giờ cái đấy là bản cái đầu như nhau. Vậy bây giờ vậy anh cứ cho em cho tụi em coi lại cái coi như là cái chỉ đạo của anh làm đây đi. Cái nào cũng có hiệu lực của nó hết chứ. Nó đều có hiệu lực làm sao mà ví dụ cái mọt cái đấy á, tụi tôi đó rồi, bắt được phải giữ đầu. Không thể nào kháng của anh được, nó cái này cũng làm. Đây là biển chưa ngắt tư. Trước có một biển chưa đủ đạt chưa đạt chỉ số hiệu lực của cái biển cắm người thái độ đâu nào từ từ đi xong cái này đó. Các anh phải lên trên trên này tôi chuyển lên công an thị xã đội giao thông á công an thị xã cho lập biên bản ở bên đây mình bên đây phường nên mà lại đưa lên thị xã. Các anh làm sai hết cả điều lệ.
là bằng lái đấy, giấy phép lái xe của anh. Còn đáng kiềm quá để cửa khẩu đó. Chỉ có 1.3 cái đó. Bằng lái lại đi. Bằng lái đây quá cực kích cửa khẩu. Ở lái. Ở lái. Nó chặn nhẹ vô đấy. Đây là đấy điệp cầu đúng không? Mật lên ở lại chứ tổ máu. Đây để hỏi lao phải đi. Kiểm định nó có quá được cửa khẩu. Rồi vậy không rồi giờ giải tơ đây cho dư cái giải tơ đâu cải cái giải tơ mới chẳng qua ra đường rồi ra đường quá cho cỏ vượt quá được không? Quan trọng là quá khẩu thôi, còn có cái này thì kể cả giao thông chặn lại mình bỏ băng lại đi. Bỏ. À cái này mà dư cái kiểm định có được không mày? Kiểm định quá được không? Xem cho em cái ở đây là cái biển cấm của các anh này đây, và cái biển cách đây khoảng tầm 30 mét nó có một cái biển cấm. Đấy biển đấy, cái biển sau cái đít xe của em đấy. Đây là các anh công an kiểm, nói chung là công an áo xanh, công an viên. Và đây là biên bản xe em, nói chung là xe em thì nó sai thật nhưng mà bắt cho không đúng lối. Đây là lỗi cấm dừng cấm đậu mà em đậu là nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.